다음 주 수요일이 내 생일이지. 그날 만날 수 있어? 수요일에는 가족끼리 저녁을 먹기로 했는데. 목요일은 어때? 어, 목요일에는 회식이 있어서 안되는데. 토요일은 어때? 다른 약속이 있어? 토요일에는 대학교 친구들 만나기로 했는데. 그럼 일요일에 보지 뭐. 일요일에 만나자. 정말 미안한데.

thứ năm thì lại có bận nữa, thứ bảy thì lại có hẹn ở trường, có hẹn các bạn và chủ nhật thì lại có đi du lịch cùng với những người ở công ty. thì cái này bạn này vẫn thực sự là bận rộn thì bạn nam này, bạn ấy không thích cái là đã mua quà tặng rồi nhưng mà bạn ấy cứ bạn suốt. và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, chúng ta xem nội dung của bài học ngày hôm nay là gì. nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là từ vựng trang số hóa giác sốc từ vựng về địa điểm và cuộc hẹn buôn bước qua phiên ngữ pháp và biểu hiện số 1 thì chúng ta có động tính từ đi với cơ tân nhiều danh từ đi với y cơ tân nhiều đây là đó. nói nói về lý, lý do nhưng mà chúng ta để kết thúc câu luôn thêm chữ io vào và chúng ta lý do đây là vì cái danh từ này hoặc tính từ này động từ này Tiếp theo thứ hai là Amu nto Cho dù là cái N này đi nữa. Madaki in và nói một giấc xúc cho trong Haki thay đổi hoặc là điều chỉnh cái cuộc hẹn đó về thời gian về địa điểm. Tiếp theo chúng ta có ngữ pháp Ở biểu hiện số 2 chúng ta có thể động từ ở dạng bị động và những cái một số cái động từ có dạng bị động có sẵn đó là đi với y đi với hi đi với li đi với ki đây là dạng bị động có một số động tính từ có một số động từ là có sẵn thể bị động khi mà chúng ta thêm y thêm hi thêm li thêm ki vào là có thể bị động riêng của động từ đó còn ngoài ra chúng ta cũng có rất nhiều cái phương pháp để thể hiện cái vi uh, động của động từ, vi động uh, của động từ của chủ ngữ uh, bị làm sao đó. Tiếp theo, Baraki phần nói hai Giác xúc trăng số -so Pyeongyang Haki. Ở đây giác xúc trăng số -so Pyeongyang Haki là thay đổi địa điểm cuộc hẹn. Tiếp theo chúng ta có cô Baraki yêu 시간에 늦은 이유 설명하기 giải thích lý do đến hẹn muộn. Tiếp theo, xúc bắc dễ ác biên kiêng trần hoa theo hoa thực kỳ. Chúng ta nghe một cái đoạn hội thoại, gọi điện thoại để thay đổi cái uh, việc uh, đặt chỗ ở. Tiếp theo, giác xúc cần qua trang suối te Maraki. chúng ta nói về địa điểm và thời gian của cuộc hẹn tiếp theo ilko suki đọc và viết kofi yong fuki chúng ta đọc một đoạn văn về quán cà phê và lần sau đi tiếp theo boim chang so suke suki chúng ta viết một đoạn văn giới thiệu về địa điểm à, tập trung địa điểm hội họp qua chê và thực hành thức ăn, trích tăng bản dân kỳ tạo một quán ăn đặc biệt vun hoa san phần văn hóa hang Tha bàn quán trà của hàn quốc phá phần phát âm cotton e ogyang là cái ngữ điệu của cotton Nội dung chúng ta học bài số 6 ngày hôm nay là như vậy. Và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo phần từ vựng. Theo như chưa giáo trình thì từ vựng của chúng ta đầu tiên là 자주 가는 식당이나 커피 ka 있습니까? Các bạn thường đến Các bạn thường đến quán cà phê hay là nhà hàng? Các bạn có thường đến quán nhà quán cà phê hoặc là nhà hàng không? Cư ở tên Coochi, qua Cái nơi đó là nơi như thế nào? Thì hãy cùng nhau nói giống như ví dụ. Đầu tiên chúng ta sẽ xem những cái từ vựng này đó là gì. Đầu tiên là Hansanata là, là vắng vẻ, Pumpiata là, là đông đúc, ồn ào kalkumata gọn gàng sạch sẽ trễ. anukata ấm áp pianata bình an thoải mái thukiata đặc biệt pianbomata bình dân purigiga chota là cái view đẹp cái bầu không khí đẹp thì chúng ta sử dụng cái những cái hoàn cảnh như thế này chúng ta nói giống như ví dụ bên dưới Chúng ta, chúng ta đã chú gần cuốn cine inen kalkumhan cà phê. Tôi thường đến cái nơi, cái nơi mà tôi thường đến đó là một quán cà phê rất là sạch sẽ có ở thành phố. Tôi đã chọn cô ăn được 항상 그곳에서 친구를 만나요. Vì là rất là ấm áp và tốt, ấm áp và bầu không khí tốt nên ờ, luôn luôn tôi gặp bạn bè ở đó. 제가 자주 가는 식당은 그냥 평범하지만 음식이 맛있어서 항상 손님들을 손님들로 À, cái nơi mà tôi cái nhà hàng mà tôi thường đến ý, thì cũng uh, bình thường bình dân tuy là nó rất là bình dân nhưng mà âm xích thì bác sơ sơ nhưng mà ngon món ăn ngon luôn luôn là khách đông đúc Để giới thiệu về một cái địa điểm ở đây một nhà hàng hay một quán cà phê tiếp theo chúng ta sẽ sang phần từ vựng số 2 đó là cư cấu đề sơ we chachu cầm tại sao lại bạn lại thường xuyên đến nơi đó qua tại sao bạn đến nơi đó thì chúng ta hãy nói cùng với bạn bè của mình ở đây chúng ta xem ví dụ kia e we chachu cái menu ga thái giang nghề sơ chùa chùa ở đó thì menu nó đa dạng thì đây chúng ta có mấy cái lý mấy mấy cái ý mà người ta gợi ý cho menu ga thayăng hà là menu đa dạng các cái cái hà giá rẻ cheelka sinson hà là nguyên liệu tươi ngon tum chiki ip mata là món ăn vừa hợp khẩu vị món ăn hợp khẩu vị thì ngoài ra, chúng ta đã từng học bài đánh giá về nhà hàng rồi. Thì chúng ta trong năm yếu tố đánh giá nhà hàng đó là uh, Bunwiki, đó là service, đó là kêu thông, đó là umsikmat, đó là khả kiếc Thì trong số đó thì chúng ta cứ chọn một số cái là chúng ta đánh giá nhà hàng đó. Và chúng ta sẽ đến vì những lý do đó. Và chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần số 3. Ta tan sử dụng những từ sau yasuke tẻ hề yegi chúng ta sử dụng những từ từ vựng sau và nói và thử nói giống như ví dụ về một cuộc hẹn đầu tiên chúng ta tìm hiểu mấy từ vựng này đó là chansorul trong nga ta là chọn địa điểm chập ta đây là chọn ngày 약속은 지키다. chikita giữ lời hứa okita không giữ thời gian hoặc là đối với giác số hơn là thất hứa nhưng đây là 시간, chúng ta làm dịch là không giữ thời gian thì chúng ta tìm hiểu mấy câu ví dụ đây là chang số dân tiro bạn chọn địa điểm ở đâu chúng ta chọn là địa điểm là đâu khi nào thì chọn ngày khi nào thì chọn ngày tháng Yaxuncan Chalchicuian yello bạn là người bạn là người thường giữ lời hứa phải không bạn có bao giờ bạn đã từng À, không giữ thời gian không không giữ đúng thời gian cuộc hẹn hay không thì đấy chúng ta sử dụng những từ vựng này để chúng ta hỏi bạn bè của mình về những cái điều mà chúng ta muốn tìm hiểu đặc biệt là những cái quán cà phê hay những quán nhà hàng để chúng ta hẹn hẹn nhau và đây hai bạn này hỏi nhau, hỏi nhau có những câu như là bạn thuộc kiểu người là À, giữ đúng hẹn phải không hoặc là bạn đã từng lỡ hẹn, lỡ thời gian với ai chưa thì đấy các bạn chú ý và chúng ta sẽ sang phần à, tiếp theo đó là phần ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta xem phần ngữ pháp và biểu hiện số 1 muốn bước qua period số 1 đó là động tính từ đi với cotonio danh từ đi với cotonio thì động tính từ ở đây chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi và cộng với cơ tân còn nói với người trên thì có yo còn nói với bạn bè thì không cần phải có yo danh từ đi với y cơ tân yo đây là một cái à, danh từ là từ chỉ địa điểm chỉ người chỉ vật việc đi với y cơ tân yo khi cái danh từ này có phát chim ví dụ như là hắc sen y cơ tân yo vì tôi là học sinh À, nếu mà nói với bạn bè hoặc người dưới thì chúng ta là chỉ cần nói là y cơ tấn. Khi mà có bát chim ví dụ như là sơn giác y cơ tấn. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe cái này có nghĩa là vì cái động từ hoặc là tính từ hoặc là danh từ ở đây. Thì chúng ta xem phần giải thích ngữ pháp này cho chính xác và kỹ hơn. Ngữ pháp 1 một cho nó bằng một một tính từ động từ đi với cơ nhiều danh từ đi với y cơ nhiều là có nghĩa là vì tính từ hoặc động từ này sử dụng khi cho ai đó biết thông tin hoặc lý do mà người nghe không biết sử dụng khẩu ngữ sử dụng chỉ có ở khẩu ngữ và khác với các biểu hiện lý do khác như a kiêm bu Tân chỉ sử dụng trong văn nói, không sử dụng trong văn viết các bạn nhé. Vừa nói như giải thích một sự thật nào đó, vừa đưa ra câu nối tiếp ở câu chuyện tiếp theo. Trường hợp này nói bằng ngữ điệu lên cao nhẹ để kết thúc câu. Tính chất khẩu ngữ cao và làm tiền đề cho việc không biết một việc gì đó của người nghe và là và vì là biểu hiện sử dụng khi nói nên chúng ta phải lưu ý vì có thể cho cảm giác không tôn trọng nếu sử dụng trong đối thoại với người bề trên. Cho nên also chúng ta có hạn chế sử dụng với người bề trên. Khi nói về lý do. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem một số ví dụ để hiểu thêm nữa về ngữ pháp này. Uri nein manan kayo. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Mian hajiman nein neirul andeo. Xin lỗi nhưng ngày mai không được. Taren yaksoki nhiều. Vì ngày mai là có cuộc hẹn khác rồi. Chúng ta sẽ nghe phần ngữ pháp này. Uri 미안하지만 내일은 안 돼요. 다른 약속이 있거든요. 중해라 우리 내일 만날까요? 미안하지만 내일은 안 돼요. 다른 약속이 있거든요. 어, chúng ta xem thêm 오전 4시면 tông đem si chăng nếu mà muốn mua quần áo thì bạn hãy đi đến chợ tông đem môn cơ kỳ ô si sa cơ ở đó áo vừa đẹp vừa rẻ câu số hai bian Hachiman na mân chơ kê xin lỗi nhưng mà tôi đi trước đây chip bê cà sơ han đi mán cơ tuấn đi về nhà và có rất là nhiều việc tiếng việt của chúng ta là đi về nhà tôi đi về trước đây nhà còn bao việc nail nail không hang cái khai ra hiểu nail không hang cái khai ra hiểu ngày mai tôi phải đi sân bay không hang ngày giờ pumonimi poshi kutenyo nail không hang ngày giờ pumonimi tuần thì ở đây là ngày mai à là ngày mai tôi phải đi đến sân bay và ngày và ở sân bay thì vì tôi phải gặp bố mẹ ở sân bay. Nôm u chun liosô inchi chayaketsô vì quá buồn ngủ quá buồn ngủ nên có lẽ tôi ngủ sớm đây. 어제 cơ tuần nhỏ hôm qua vì hôm qua không ngủ được thì chúng ta xem thêm một số uh, ví dụ bên dưới này luyện tập ở bên dưới này phần luyện tập chúng ta hãy nói cùng với bạn bè của mình Poki chuyên vì sao lại học tại sao lại học uh, tiếng Hàn Quốc 고향에 돌아가서 한국어 선장님이 되고 싶거든요. 나서기 외 quê thì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Hàn. Đây t ì n 싫어하는 음식이 있어요? 왜 싫어요? 왜 싫어해요? Bạn không thích món ă nào? có món ăn nào bạn không thích không tại sao bạn không thích nó cốc caboco cái nơi mà bạn có nơi nào mà bạn muốn nhất định phải đi không tại sao ố chai chu tư nân ma bạn có cái bài hát nào bạn có bản nhạc nào mà nghe thường xuyên không 왜 자주 Tại sao bạn lại nghe cái bài hát đó thường xuyên? 제일 아끼는 물건이 뭐예요? Những cái món đồ gì bạn phải sử dụng tiết kiệm? Bạn phải tiết kiệm. 왜 Tại sao phải tiết kiệm cái món đồ đó? Hay là giữ gìn cẩn thận món đồ đó? 지금 꼭 만나고 싶은 사람이 있어요? Bạn có cần nhất định phải gặp gặp ai bây giờ không? 왜요? tại sao? Và chúng ta sẽ sang tiếp tục là sang ngữ pháp số 2 Auto Amu Nto Amu Nto và chúng ta sẽ xem phần giải thích ngữ pháp này dù bất kỳ danh từ nào đi nữa sử dụng khi nhấn mạnh cái việc hoàn toàn không phải là cái gì đó như con người đồ vật địa điểm luôn luôn sử dụng cùng với biểu hiện như Anta Anita Motata Opta Malta thì những cái này là những biểu hiện về phủ định sử dụng cả hình thức được phức hợp trợ từ như sau: Amu Hakuto, Amu thì Chúng ta xem phần một số xem thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này. Ibon Chubade Yakuuki Seio. Cuối tuần này bạn có hẹn có cuộc hẹn nào không? 아니요, 아무 약속도 없는데요. 이 자고 고해 가콩해이번 주말에 약속 있어요? 아니요, 아무 약속도 없는데요. 중당해라. 이번 주말에 약속 있어요? 아니요, 아무 약속도 없는데요. 이제 는리가더 예를 더이에는 아무 약속도 안 하고 집에서 쉴거예요 주말에, 주는에 주말에, 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 주고에에에 아무 문제도 없을 테니까 걱정하지 마세요. 또람자건고 봐. 내지 이라고 친구들이 여섯 시에 오기로 했는데 아직 아무도 안 왔어요. 아까 막 다혜 안도이룩 서서. đã hẹn tôi lúc 6 giờ đến Nhưng đến bây giờ vẫn chưa ai đến cả Bác chơi mê khá sớ mua sát sớ yếu Mua sát sớ yếu ăn sát sớ Tôi chẳng mua cái gì cả Cú kiêng măn hết sớ Tôi chỉ đi ngắm thôi Tôi chỉ đi xem thôi Và chúng ta tìm hiểu thêm một số tình huống ở bên dưới Luyện tập trong phần này 반 친구들 중에서 맞아 보고 보기와 같이 얘기해 보세요. 일단 chúng ta hãy à, chọn những cái người ở trong lớp học chúng ta đúng với những nội dung bên dưới và pokiwa he yaki và hãy nói giống như ví dụ chúng ta xem ví dụ trước onun achime muo mokoseo amu à kutto an mokoseo và bạn này bạn không ăn cái gì cả thì chúng ta xem ví dụ à, xem cái tình huống số 1 đó là onen achime amukoto an mokunen saram thì nukueo là ai thì chúng ta sẽ tìm người đó là ai và chúng ta sẽ giới thiệu onen choneke amu buổi tối hôm nay cái người nào mà buổi tối hôm nay không có cuộc hẹn nào yêu즘 ám u cực chẳng to hợp to ám cực chẳng tố hợp to à chúa hằng bốc hắn ra làm dạo này không có người cái người mà dạo này không có cái lo lắng gì và rất hạnh phúc là ai Xin anh chung mà đế ám u thế to anh ship anh cắt cổ ship cái người mà nghỉ ở nhà và không đi đâu vào cuối tuần trước là ai cái người mà có cái bí mật mà không nói cho bất cứ bất cứ một ai đến bây giờ đến bây giờ vẫn chưa nói cho bất cứ một ai 좋아하는 사람 앞에서는 아무 말도 못 하는 사람. Cái người mà không thể nói được lời nào, không thể nói được lời nào. Khi đứng ở phía, phía trước người mà mình thích. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái cấu trúc này để chúng ta miêu tả. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đó là phần Maraki Il chúng ta sang phần Maraki Il. Nói một. Nói một ở đây chúng ta sẽ có cuộc hội thoại giữa Yujin và Ali. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là hai bạn này nói chuyện gì thì chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại. <laughs> 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환을 하고 싶대요. 그래요? 잘 됐네요. 저한테 좀 소개해 주세요. 그럼 이번 주말에 만날래요? 토요일 오후에 시간 돼요? 토요일은 안되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 지난번에 만난데 말이지요. 거긴 좀 붐비던데. 강남역이 좀 붐비기는 하지만 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 네, 그게 좋겠어요. Chúng ta ã hình dung ra cơ bản hai bạn này đã nói gì chưa? v 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환은 하고 싶은데요. 하고 싶대요. 알리, 어, 我有 người bạn, uh, tôi có cái người bạn đ ân ơ kêu han hako và muốn trao đổi về vấn đề ngôn ngữ với bạn. Creo, chân tuyết này âu. ồ, bây à, rất tốt. cho han thê chôm súkê hai chú sèo. hãy giới thiệu cho tôi. 그럼 이번 chú ba đê man đàn bạn có muốn gặp vào à, cuối tuần này không. thôi in ô hù dị gan thuê âu. 토요일 오후 시간 vào chiều thứ bảy. bạn có thời gian không? thời gian được chứ? 토요일은 안 되는데요. thứ bảy thì không được. 동아리 모임이 있거든요. À, tôi có cái buổi họp, mà cũng có buổi họp mặt ở câu lạc bộ. Cứ 어때요? 아무 약속도 없어요. 그날은 아무 약속도 없어요. Đó là ở ngày đó thì không có hẹn nào cả. 좋아요. tốt. được. 그럼 이유인 오후 3시로 정해요. Vậy thì chúng ta quyết định là buổi chiều chủ nhật 3 giờ. 장수는 강남역이 어때요? 강남역이 어때요? Uh, địa điểm thì là ở ga Kangnam Nam thì như thế nào China bànt bà cái chỗ mà lần trước gặp nhau phải không cái chỗ mà lần trước đã gặp nhau phải không cokin Chôm, phúphi tuần tế trôm phúphi tuần tế À, ở đó hơi ở đó thì hơi đông đúc có lẽ ở đó hơi đông đúc Kháng Nam Yogi Chom Phung Bim Kỳ Tuy là cái, cái ga Kháng Nam Đông Cần chơi quen chân bán này Nhưng mà ở gần đó, ở quanh đó thì có rất nhiều quán cà phê cũng được Intan chia chân nhọc, chia chân liệu số. <laughs> trước tiên là chúng ta hãy cứ gặp nhau ở cái ga tàu điện ngầm và sau đó cùng nhau đi đến địa điểm của cuộc hẹn cuộc hẹn tức là đến đó rồi chúng ta tìm chỗ nào để gặp nhau nên cứ kê chỗ kết sở hữu như thế thì tốt đấy

일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 지난번에 만난데 말이지요? 거긴 좀 붐비던데. 강남역이 좀 붐비기는 하지만 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 네, 그게 좋겠어요.

토요일 오후에 시간 돼요? 토요일은 안 되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 지난번에 만난데 말이지요? 거긴 좀 붐비던데. 강남역이 좀 붐비기는 하지만 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 네, 네. 그게 좋겠어요. 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환을 하고 싶대요. 그래요? 잘 됐네요. 저한테 좀 소개해 주세요. 그럼 이번 주말에 만날래요? 토요일 오후에 시간 돼요? 토요일은 안 되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 지난번에 만난데 말이지요? 거긴 좀 붐비던데. 강남역이 좀 분비기는 하지만 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 네. 그게 좋겠어요. bây giờ chúng ta sẽ không nhìn vào phần c 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환을 하고 싶대요. 그래요? 잘 됐네요. 저한테 좀 소개해 주세요. 그럼 이번 주말에 만날래요? 토요일 오후에 시간 돼요? 토요일은 안되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요.

알리. 알리 씨 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환을 하고 싶대요. 그럼 이번 주말에 만날래요? 토요일 오후에 시간 돼요? 좋아요. 그럼 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 강남역이 좀 붐비기는 하지만 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 지금 유진의 역할을 맡게 되고 유진이 먼저 말을 해야 하기 시작하겠습니다. 그래요? 잘 됐네요. 저한테 좀 소개해 주세요. 토요일은 안 되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그날은 아무 약속도 없어요. 신 a m b 만난데, 말이지요? 거기좀부비던데 네, 그게 좋겠어요. 자 중타, 다, 호, 알리 씨, 아랍어를 전공하는 친구가 있는데 언어 교환을 하고 싶대요. 그래요? 잘됐네요. 저한테 좀 소개해 주세요. 그럼 이번 주말에 만날래요? 토요일 오후에 시간 돼요? 토요일은 안 되는데요. 동아리 모임이 있거든요. 일요일은 어때요? 그 날은 아무 약속도 없어요. 좋아요. 그럼, 일요일 오후 3시로 정해요. 장소는 강남역이 어때요? 지난번에 만난데 말이지요? 거긴 좀 붐비던데. 강남역이 좀 붐비기는 하지만, 근처에 괜찮은 카페가 많아요. 일단, 지하철역에서 만나서 약속 장소로 같이 갈까요? 네, 그게 좋겠어요. và chúng ta còn tiếp những còn tiếp những cái chủ đề khác 시간이 있다 thì thay cho 시간이 되다 시간이 되다 đây ạ shikani trả hỏi là thôi yên với 있어요 thì bạn này bạn này không phải là uh, ăn về 바다 내상디호소하이다른 <라는 아이라> 약속이 있다. 다이죠. 어, 동아리 모임이 있거든. 다른 약속이 있거든. 안무 계획도 없다. 아무 약속도 없다. 아무 계획도 없다. 지난번 지난번에 개강 파티 한대. 한대 라 n 하는데 한데 개강 파티 là cái nơi giảng bài cái nơi uh, cái tiệc khai giảng xin này là lần trước tiệc khai giảng lần trước cái chỗ mà tiệc khai giảng lần trước đúng không ạ thì đây là chỗ khai giảng thay cho uh, chỗ mà lần trước gặp nhau thì bây giờ là cái nơi mà cái uh, tiệc khai giảng lần trước thì chúng ta thay vào đây để chúng ta nói tiếp theo số 3 그 상황은 시간이 괜찮다. 시아요 하루 중인 바쁘다. 하루 종일 바쁘다. 동아리 모임이 있거든요. 하루 중인 바쁘거든요. 아무 약속도 없다. không có công việc nào cả. China bene trời có bát chim thì là còn không có bát chim là Nt cái này chúng ta cũng có thể có tìm hiểu T là cái nơi hoặc là một địa điểm Bác là cái nơi mà đã ăn tối lần trước. Thì ở đây chúng ta có những cái từ giống nhau đó là Chicani tuề đà Chicani hoặc Chicani Jigani Quenchanayo thì những cái câu này chúng ta có thể dùng chung cho nhau. Tongari Moim Ita đây là cái việc bận của bạn này. Tarun Yaksok Ita cái lý do của bạn này bận. Haru Chungin Papuda bận suốt cả ngày. Cái lý do bận mà không gặp nhau được. Tiếp theo cái lý do mà để có thể gặp nhau được đó là Amu Yaksok Tuopta Amu Kyoito Opta Amu Il Tuopta cái này là cái tương tự như nhau về nghĩa đó là tất cả đều không có gì cả không có hẹn không có kế hoạch không có công việc nào cả vào cái thời gian chủ nhật và cái địa điểm mà bạn này gặp nhau đó là thay đổi đi đó là cái nơi mà đã gặp lần trước cái nơi mà đã làm tiệc khai giảng lần trước cái nơi mà đã ăn tối lần trước thì chúng ta thay vào đây và chúng ta sẽ luyện tập ở hai tình huống tiếp theo đây là chingua Yonsup Cùng với bạn của mình, chúng ta luyện tập thêm những cái này. Tiếp theo phần Yonsup phần luyện tập số 2. Ở trong phần bài này, trong phần nói một này, thì chúng ta có honey các Qua, Các bạn hãy vừa nghĩ ra cái công việc mà sẽ làm và chúng ta sẽ hẹn với bạn của mình thì số 1 다음 주에 해야 할 일은 다섯 가지 정해서 도우세요. Các bạn hãy viết 5 công việc ở trong những công việc dưới đây vào trong cái han onen e in trường lịch trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điền vào đây 5 công việc trong một tuần ở đây. Thì đầu tiên những việc như nào như nào ạ? Quốc to mi manaki Hanguke Tomi Banagi Đây là các bạn gặp những người mà giúp đỡ cho tiếng Hàn Thứ hai là Panfio Chunpihagi chuẩn bị cho việc phát biểu Chunipuk Kwanli Samuso Samuso Kaki, là các bạn đi tới cục quản lý xuất nhập cảnh Unhengi Kasa Kwanjonagi đi ngân hàng rồi đổi tiền Myungshinne ka seo mi yong -e ka Đó là đi đến uh, mi yong và cắt tóc à, chin gu chiki Tức là đi chơi tennis với bạn yung peo ki à, học tiếng Anh chi Kagi đi đến khoa răng Thì chúng ta ghi những lịch trình vào trong đây Trước tiên chúng ta ghi lịch trình vào trong đây Sau đó, chin-gu-wa, sok shi chang so và chúng ta sẽ hẹn bạn bè và chúng ta sẽ uh, quyết định cái thời gian và địa điểm của cuộc hẹn đó cùng uh, cùng với bạn bè ví dụ như sau ấn trên cái khi nào chúng ta gặp nhau tham chu hoaế thứ ba tuần sau bạn có thời gian không hoa ăn tiể chim

치과에 가야 하거든요. Tôi phải đi đến khoa răng. 그럼 어때요? 좋아요. 토요일엔 아무 약속도 없, 없어요. 장소는 어디로 정할까요? Chúng ta xem đi đâu nhỉ? Thì chúng ta xem những cái cuộc hẹn như bên trên này chúng ta hẹn nhau đi cắt tóc, hẹn nhau đi đến ngân hàng đổi tiền hay hẹn nhau đi học tiếng Anh. Hẹn nhau để luyện tập phát biểu. Rồi hẹn nhau đi gặp à, cái người mà giúp đỡ cho cái việc à, học tiếng Hàn. Đây là phần luyện tập của phần Mareki il phần này. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là ngữ pháp và biểu hiện số 2. Ngữ pháp và biểu hiện số 2 này chúng ta xem động từ ở dạng bị động. Ở thể động từ đi cộng với y, hi, li, ki Ở đây có nghĩa là à, Dạng bị động của động từ này Thì dạng bị động của động từ thì chúng ta có rất nhiều dạng bị động Ví dụ như đi với à, Kê tuê tà Hay kê ha tà Hoặc là động từ đi với ao Chi tà Cũng là một dạng bị động Và tiếp theo là cái dạng bị động ở dưới dạng i, hi li ki. Đây là dạng bị động của động từ. Tức là những cái động từ này có dạng bị động riêng và chúng ta không sử dụng theo những cái cách như bên trên tôi đã nói. Thì ở dạng bị động này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những động từ nào sẽ có uh, từ ở dạng bị động và chúng ta sẽ uh, xem phần giải thích ngữ pháp ở dạng bi động thì chúng ta có những động từ y đi với y ví dụ như là bô suta sư ta nốt cứ ta ở đây là bô là xem còn bô ta là cho xem hoặc là bị xem tức là mình cho người ta xem tiếp theo suta là mình viết còn sư là mình bị viết nota not notita paku ta pakuita chamkita chamkita là mình đổi khi mình đi đổi mình là người chủ động còn khi mà mình bị đổi thì là pakuita Ví dụ hai cái điện thoại gần nhau mình đã bị đổi điện thoại điện thoại rồi thì mình là người bị đổi, tức là mình bị động để bắt quyết sale. Tiếp theo chấm cứ ta là khóa thì chấm ký là bị khóa. Ok, tiếp theo chúng ta những cái động từ mà đi với hi thì chúng ta có tata, takida là bị đóng. ta makta ta x là đọc mark là ngăn chặn chặn lại tiếp theo chập ta là cầm nắm hoặc là bắt chập ta là bị cầm bị nắm hoặc là bị bắt Popta ta là nhổ hoặc là chọn thì đây là popi, pop khi là bị nhổ bị chọn Kulta là treo hoặc là bấm số gọi điện thoại thì đây callita tiếp theo Yonda là mở yolita là bị mở panta panta là bán punta là tháo ta nghe tiếp theo kinta là ngắt ngắt kết nối ấy. ví dụ điện thoại bị ngắt ngắt nguồn tắt nguồn ấy cunkida điện thoại bị tắt nguồn thì là cunkida cunkio anda là ôm kota là trừ kota uh, là đuổi sita là rửa tamta là chứa đựng đối với động từ uh, bị động thì việc sử dụng aới ta ở trường hợp đưa ra ý nghĩa duy trì trạng thái nào đó ở câu văn thì sẽ mang cảm giác tự nhiên hơn trường hợp này thường kết hợp với các từ sau nốt chi ta, kiri ta, yonri ở trường hợp thể hiện hành động mang tính tạm thời như poyita, tsuri ta, pali thường không kết hợp với o, ita, a tiếp theo chúng ta xem một số ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần ngữ pháp này các bạn đã hiểu phần ngữ pháp này chưa? Tôi nói lại một lần nữa. Đây là những cái động từ có dạng bị động riêng biệt. Ngoài cái dạng bị động này, thì những cái động từ khác thì có thể những động từ khác ở dạng bị động sẽ kết hợp với kê tuê tà hoặc là a ư chi để thể hiện ở dạng bị động chứ không 100% là phải đi với i hi li, ki. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem ở dạng bị động này thì chúng ta có những ví dụ như thế nào. Chúng ta để tìm hiểu thêm cái ý nghĩa và hiểu thêm cái nghĩa của cái những cái động từ bị động này. Pikoneso chamkan shiko shippundeo. Vì tôi rất là mệt mỏi nên tôi muốn nghỉ một chút. 저기 보이는 저기 보이는 카페숍에 들어갈까요? 저기 보이는 커피숍에 들어갈까요? bạn đi vào cái quán cà phê mà nhìn thấy ở kia nhé. Chúng ta nghe. <laughs> 피곤해서 잠깐 쉬고 싶은데요. 저기 보이는 커피숍에 들어갈까요? 피곤해서 잠깐 쉬고 싶은데요. 저기 보이는 커피숍에 들어갈까요? 중단셈 템 모스 마이 비즈 오늘 이 카페에서 밖은 바라보면 바로 바다가 보인다. ba, quán cafe này nếu mà nhìn ra ngoài nếu mà nhìn ra ngoài thì thấy ngay mươi chín, bốn mươi, 가서 mươi mốt, bốn ngay sau khi tôi chạy lên tầng hầm, ngầm thì cửa đóng Yoboseo Chal Antilio Chôm khứ kê mà xin Alo Tôi không nghe được rõ Hãy nói to lên giúp tôi Công an nghe Mà chung nà ôn Âm mà Bố cô đưa cà sơ ăn kết Mẹ tôi đón tôi ở sân bay và đã chạy tới ôm tôi. Cafe phê bia cream trì. Cà It bia Isota dẹp ở trên bức tường của quán cà phê thì những cái bức tranh đẹp được treo đang được treo ở đó thì chúng ta xem thêm phần luyện tập tam chúng ta hãy sử dụng những từ vựng dưới đây để chúng ta nói giống như ví dụ poita là xem yolita là được mở Bị mở. Glita là. được nghe. Takita là. Bị đóng. Glita. Là bị mắc. Pakita là bị đổi. Dojita là. Bị đặt. Kinkita là bị tắt. Salgo shippun kut. Số một là. Nơi tôi muốn sống. Ilhago shippun kut. 너희도 muốn làm 여행 가고 싶은 곳 너희도 리조렉기 어떤 곳에서 살고 싶어요? 바닷가 잘 보이는 곳에서 살고 싶어요. 예쁜 그림이 예쁜 그림이 많이 걸려. Innan sơ 싶어요. À, tôi muốn sống ở cái ngôi nhà mà có nhiều có treo nhiều bức tranh đẹp để tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái những cái hoàn cảnh như thế này và chúng ta sẽ nói cùng với bạn bè của mình để tăng cái khả năng phản xạ của chúng ta lên chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo là phần luyện tập 2 của ngữ của ngữ pháp bị động này. Chúng ta nhìn bức tranh và sử dụng cách nói y li hi ri để chúng ta làm nói giống như ví dụ. ví dụ của chúng ta đây. Chang môn pakuro pataka nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy biển này. phía cây punjyinon krimen clear iso ở trên tường thì đã treo những bức tranh những bức tranh mà có bầu không khí thì đã được treo ở trên tường và bên ngoài chúng ta sẽ sử dụng những cấu trúc những cái thẻ bi động và chúng ta sẽ nói giống như cái ví dụ này ví dụ như là bên ngoài có ca sĩ đang hát hoặc là có những con chó có con chó đang đuổi con mèo có một em bé em bé đã được mẹ bế có một ông đã bắt được cá thì những cái đấy thì chúng ta sẽ nói với bạn bè của mình chúng ta sang phần malaki phần nói 2. phần nói hai này chúng ta sẽ nghe 좋다, 쌩해, 아빠 나이. 여보세요? 지금 강남역에 도착했는데 어디 계세요? 전좀 늦을 것 같으니까 어디 좀 들어가 계세요. 미안해요. 괜찮아요. 그냥 3번 출구 밖에서 기다리고 있을게요. 그러지 말고 카페에 들어가 계세요. 출구 앞에 편의점이 보이지요? 네, 보여요. 지금 편의점 앞까지 왔어요. 편의점 건물 2층에 책 카페가 있을 거예요. 거기 책이 많으니까 읽으면서 좀 기다려주세요. 금방 갈게요. 그런데 문이 닫혀 있어요. 공사 중이라고 쓰여 있는데요. 그래요? 그 맞은편에도 카페가 하나 있지 않아요? 거기도 분위기 좋아요. 네. 그럼 거기 들어가 있을게요. 자, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu một ở trong phần này. Xem nội dung đoạn này hai người đang nói nhau, nói chuyện với nhau về vấn đề gì. Yo alo. 지금 강남역에 도착했는데 어디 계세요? Alo, bây giờ tôi đã đến ga Gangnam. Bạn đang ở đâu vậy? Chân chôm nứt chân cực cắt thân nứt cực cắt thân nị ca. Ô ti xe Tôi có lẽ vì tôi đến muộn một chút. Nên bạn đi vào đâu đó xem. Vào đâu đó trước. Bia Xin lỗi. Quên chắc này ồ, Không sao. Cứ nhăng, 3번 중구 밖에서 기다리고 있을 거예요. 또 tôi sẽ c h 이 자, 그러지 말고 커피에 들어가 계세요. 어, cần phải như thế. b vào quán cà phê nào đó ngồi chờ tôi. 구 앞에 페널점이 보이지요. chung cư AP là phía trước của cái lối ra có một cái cửa hàng tiện lợi. Bạn nhìn thấy chứ? Ne Poyeo. Vâng, tôi nhìn thấy. 지금 편의점 앞까지 왔어요. Và bây giờ tôi đã đến phía trước của Pinajom. Pinajom muốn gần Pinajom gần muốn ý chứng ấy và phía trên tầng 2 của cái tòa phiên đây đó có cái quán cà phê là check cà phê check cà phê là uh, cà phê sách y có quán cà phê sách có khi check khi mán nơi nỉ sơ chôm chú ở đó sách rất là nhiều và vừa đọc sách vừa chờ chờ tôi một chút cường băng 갈게요. Tôi sẽ đến ngay. 그런데 문이 닫혀 있어요. Thế nhưng mà đang đóng cửa. 공사 중이라고 쓰여 쓰여 있는데 있는데요. Và phía trước cửa và có cái chữ được ghi là 공사 중 tức là đang là sửa chữa. 그래요. Vậy à? vậy à cư mặt trên phuyền này đó, Hana it này cực cái cực tố phía đối diện đối diện bên đường có cũng có một quán cà phê đúng không ạ không phải có cũng quán không phải cũng có một quán cà phê đấy chứ ở đó thì pun cho ở đó thì bầu không khí có trang trí rất là

어디 좀 들어가 계세요? 미안해요. 괜찮아요. 그냥 3번 출구 밖에서 기다리고 있을게요. 그러지 말고 카페에 들어가 계세요. 출구 앞에 편의점이 보이지요? 네, 보여요. 지금 편의점 앞까지 왔어요. 편의점 건물 2층에 책 카페가 있을 거예요. 거기 책이 많으니까 읽으면서 좀 기다려 주세요. 금방 갈게요. 그런데 문이 닫혀 있어요. 공사 중이라고 쓰여 있는데요. 그래요? 그 맞은편에도 카페가 하나 있지 않아요? 거기도 분위기 좋아요. 네. 그럼 거기 들어가 있을게요. 여보세요? 지금 강남역에 도착했는데 어디 계세요? 전좀 늦을 것 같으니까 어디 좀 들어가 계세요. 미안해요. 괜찮아요. 그냥 3번 출구 밖에서 기다리고 있을게요. 그러지 말고 카페에 들어가 계세요. 출구 앞에 편의점이 보이지요? 네, 보여요. 지금 편의점 앞까지 왔어요. 편의점 건물 2층에 책 카페가 있을 거예요. 거기 책이 많으니까 읽으면서 좀 기다려 주세요. 금방 갈게요. 그런데 문이 닫혀 있어요. 공사 중이라고 쓰여 있는데요. 그래요? 그 맞은편에도 카페가 하나 있지 않아요? 거기도 분위기 좋아요. 네. 그럼 거기 들어가 있을게요. và tiếp theo bên dưới chúng ta có dân sub in thì chúng ta có các tình huống khác và hẹn nhau không phải ở căng nam nhất mà là ở Hung Te Ip ở ga Hung Te Cu lối vào của Hung Te in copy không phải check copy nữa mà là in copy và tình huống số 3 là ăn cung nóc ăn cung nóc ăn ở đây là chúng ta Đặt một địa điểm ga khác và đây có quán không phải là quán là yên coffee nữa mà là chechi coffee phê cafe cafe đây là quán cà phê chechi là nhạc gia quán cà phê nhạc gia ở đây chúng ta tình huống số 2 chúng ta có japan Yang thà có nhiều cái búp bê đẹp khu riêng vừa xem vừa ngắm và vừa chờ tôi. ở đây là Umaki nhạc nhạc thì hay. Tự tả tức là tự miễn cho guitar Tiếp theo Punyika Punyika chọt thả ở cái quán ở Kangnam Nước Kangnam Nước này ở thì Punyika chọt thả. Còn ở Hongdae Yipu Nước Yipu Nước gần chỗ thì có Án đó là âm áp và quán ở uh, Jeju Cafe này thì quán đấy rất là Kalkumata tức là gọn gàng sạch sẽ thì đấy là những tình huống tiếp theo mà chúng ta có thể thay vào đây, đây check cafe căng năm nhóc check cafe ở đây check bán đi 좀 đi cả đây là in hàng hàng uh, dẹp in Tiếp theo chúng ta sang phần luyện tập số 2 trong phần Maraki in này. Pogwa kachi chingutun kwa yaksog changso ru. Pakua chuseo. Pakua poseo. Chúng ta hãy thử đổi cái địa điểm hoặc là địa điểm cuộc hẹn. Thử đổi địa điểm cuộc hẹn. Với bạn bè. Và giống như ví dụ. cà oh, Cafe Buri thật kinh nè. Ô, oh, cái quán cà phê đóng cửa mất rồi ô tô kê của chí? bây giờ phải làm như, làm như thế nào nhỉ yêu ký chung bài ô ca chung y ra su, su, bây giờ đang bây giờ ở đây đã viết là hưu ca chung nhìn đây này viết ở đây là Yuka chung tức là đang nghỉ Chrome ở tức Haji Vậy thì làm thế nào nhỉ Kondofuni innen koyangi cafe ro Từ đến koyangi coffee xem Koyangi coffee cái gì đó Chrome và quyết định gì đó Thì ở đây chúng ta có các loại Có một số quán cà phê ở bên Hàn Quốc thì sẽ có như thế này Đầu tiên là koyangi coffee Koyangi Cafe thì Koyangi suy Nonsuita tức là bạn có thể chơi với mèo. Nhưng mà ở đây có quán này đó là Umechiki Pelouita tức là quán món ăn thì không được ngon lắm. Hamburger Cafe, Hamburger Kake thì ở quán Hamburger thì Kakeki Chonlema Da, Chonlema Da là rẻ tức là giá rẻ nhưng mà nó mu pumpinda đó là rất là đông ice cream cup ice cream kage thì ở quán kem thì là calcutta, cơ tức là sạch sẽ coffee menu ga ta yang hachi anda tức là cái menu về cà phê thì không đa dạng về và chúng ta có thể liệt kê một số cái quán khác nữa về trốn trôm tức là trốn trơm là điểm tốt và đập vân trơm là điểm không tốt thì chúng ta cứ liệt kê ra để chúng ta nói cùng với bạn bè mình đây là tình huống maraki E trong phần này chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sang phần Tsutsuki, Tsutsuko Maraki thì chúng ta hãy tập trung vào phần kỳ số 1 đó là Tsutsuko Chimbure Tập pha chúng ta hãy giải thích một số cái ý trong phần câu hỏi phần số 1 này đầu tiên chúng ta có câu hỏi số 1 là nam cho nên quêơ hoa rơn, Tại sao người con trai lại không nhận điện thoại số 1 đó là chân Ki ca chân hoaỳá cu trăng à, điện thoại hỏng số 2 trơn hoa cả chân hoa ga tức là bị mất điện thoại số 3ơ hoa và taximanrito tức là Tuy là có nhận điện thoại nhưng mà không nghe thấy tiếng 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 gì cả số 2 nhớ cha nên quê Nam tại sao lại người nữ này lại gọi điện nhiều lần cho bạn nam số 1

Mỹ Xuân Quan, Viện Bảo tàng Mỹ Thuật. Số 3. Tu Saramun Hai người này hôm nay sẽ làm gì? Số 1. Yung Hoa Rul Poro Kalke Hai người này sẽ đi xem phim. Số 2. Cho Nia Gun Mokuro đi ăn cơm, đi ăn tối. Mỹ Xuân Quan Kuyung Haro 미술관가잘 듣고 질문에 답하세요. 어떻게 된 거야? 왜 이렇게 전화를 안 받아? 그게 아니라, 받으면 아무 소리도 안 들리고 그냥 끊기던데? 내가 뭐좀 찾느라고 지하실에 있었거든. 지하실이라고 전화가 안 걸리진 않을텐데. 어쨌든 그건 그렇고 오늘 약속 잊지 않았지? 응. 음, 미술관에서 만나서 같이 전시 보기로 했지. 그것 때문에 전화했어. 친구가 그 근처 지나가다가 봤는데 미술관 문 닫혀있대. 당분간 휴관이라고 쓰여있대. 그럼 어떡하지? 그냥 영화나 볼까? 얼마 전에 개봉한 영화 재밌다던데. 알았어. 영화라도 보자. 미술관 가고 싶었는데 할수 없지 뭐. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어떻게 된 거야? 왜 이렇게 전화를 안 받아? 그게 아니라 받으면 아무 소리도 안 들리고 그냥 끊기던데? 내가 뭐좀 찾느라고 지하실에 있었거든. 지하실이라고 전화가 안 걸리진 않을 텐데. 어쨌든 그건 그렇고 오늘 약속 잊지 않았지? 응 음, 미술관에서 만나서 같이 전시 보기로 했지. 그것 때문에 전화했어. 친구가 그 근처 지나가다가 봤는데. 미술관 문 닫혀 있대. 당분간 휴관이라고 쓰여 있대. 그럼 어떡하지? 그냥 영화나 볼까? 얼마 전에 개봉한 영화 재밌다던데. 알았어. 영화라도 보자. 미술관 가고 싶었는데 할수 없지 뭐. 중타상판 듣기 2. ở trong phần thức, thức kỳ hai này chân thức cô chỉ muốn để tập phát xe ổ số 1 nam chân nên quê chân hoa rừng hết sức mỉ cá tại sao lại người, người con trai này lại gọi điện Pangi y bà mẹ ăn tư ra sơ bọc vô đề định đổi phòng vì là phòng không vừa lòng dê ác năn chá rừng bọc vô đề là đổi ngày à, đổi đổi ngày hẹn 산이 보이는 방은 예약하고 싶어서 à, vì là muốn đặt cái phòng mà có thể nhìn thấy núi. Số 2, từ lên này ông qua cắt thân cửa dân vô xin nhỉ cả. cái mà hãy từ lên này ông qua cắt thân cửa dân cái mà giống với nội dung của đoạn văn là cái gì? Nam chân nên hô thêm bằng ơn, yak hết ta người con trai này đã đặt phòng khách sạn. Nam cha 방은 깔끔하고 khan Cái phòng mà người con trai này đã đặt thì là rất là sạch sẽ và ấm áp. Nam cha nên 여행은 한 것이다. ngân, cơ sĩ À, người con trai này sẽ đi du lịch cùng với gia đình. Thứ ba, 남자의 여행 인증 표를 완성해 보세요. Các bạn hãy điền vào để hoàn thành cái lịch trình du lịch của người con trai. 여행 장소 đây là Srakshan. 여행 남자 8월 5일, 8월 6일, 5일 6일 hai ngày. 숙박 장소 địa điểm nghỉ ngơi. Srakshan 철학 패션 함께 여행한 사람 người đi du lịch cùng người sẽ đi du lịch cùng 외국 친구들 những người bạn Hàn Quốc à, những người bạn nước ngoài Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này 잘 듣고 질문에 답하세요. 네, 설악 펜션입니다. 여보세요? 저는 다잘 듣고 질문에 답하세요. 네, 설악 펜션입니다. 여보세요? 저는 다음 주말에 2박 예약한 사람인데요. 이름은 김민수라고 하고요. 김민수님이라고 하셨지요? 네, 27일부터 2박 예약되어 있네요. 저희 일정이 바뀌어서요. 혹시 그 다음 주말로 예약을 바꿀 수 있나요? 그 다음 주말이면 8월 4일 말씀이시지요? 죄송합니다만, 그날은 빈방이 없습니다. 그럼 5일은 어때요? 5일, 6일, 이틀도 괜찮은데. 5일, 6일은 방이 하나 있는데 그날로 정하시겠습니까? 네, 좋아요. 그런데 지난번 방에서는 바다가 보인다고 하셨는데 이번 방도 그런가요? 이 방에서는 바다가 안 보여요. 대신 설악산이 보이기 때문에 경치는 좋은 편이에요. 분위기가 아늑해서 바다보다 산 쪽을 더 좋아하시는 분들도 많던데요. 그럼 그걸로 예약해 주세요. 저, 근데 방은 깨끗하겠죠? 외국 친구랑 같이 갈 거거든요. 네, 아무 걱정하지 마세요. 저희 펜션은 호텔처럼 아주 깔끔하니까요. 네, 알겠습니다. 그럼 8월 5일에 갈게요. 감사합니다, 손님. 그날 뵙겠습니다. 정당해라. 잘 듣고. 질문에 답하세요. 네, 설악 펜션입니다. 여보세요? 저는 다음 주말에 2박 예약한 사람인데요. 이름은 김민수라고 하고요. 김민수님이라고 하셨죠? 네, 27일부터 2박 예약되어 있네요. 저희 일정이 바뀌어서요. 혹시 그 다음 주말로 예약을 바꿀 수 있나요? 그 다음 주말이면 8월 4일 말씀이시지요? 죄송합니다만, 그날은 빈방이 없습니다. 그럼 5일은 어때요? 5일, 6일, 이틀도 괜찮은데. 5일, 6일은 방이 하나 있는데 그날로 정하시겠습니까? 네, 좋아요. 그런데 지난번 방에서는 바다가 보인다고 하셨는데, 이번 방도 그런가요? 이 방에서는 바다가 안 보여요. 대신 설악산이 보이기 때문에 경치는 좋은 편이에요. 분위기가 아늑해서 바다보다 산 쪽을 더 좋아하시는 분들도 많던데요. 그럼 그걸로 예약해 주세요. 저, 근데 방은 깨끗하겠죠? 외국 친구랑 같이 갈 거거든요. 네, 아무 걱정하지 마세요. 저희 펜션은 호텔처럼 아주 깔끔하니까요.

Và cái lịch trình của bạn ấy đi An Giang Xô là Sorak -san, ngày là mùng 5, mùng 6, mùng 8. Và địa điểm nghỉ người đó là Sorak Pesan. Và người đi cùng đó là Weguk Chinggudun. Phần mắt đặc kỳ, tham mê thế qua ham kê dưới là chúng ta hãy nói chuyện cùng với bạn bè mình về những vấn đề sau. Số 1. 약속이나 약은 Han sau khi mà chúng ta hẹn hoặc là chúng ta đặt phòng. 장소를 kỳ xâm nhị 있습니까? Và các bạn gấp gáp đã bao giờ có việc phải đổi địa điểm gấp chưa? 그 이유는 무엇이었습니까? và lý do cái lý do đó là gì? số 2꼭한번 만나보고 싶은 사람이 있습니까? các bạn có uh, người nào mà muốn gặp uh, người nào mà nhất định muốn gặp một lần hay không? 그 사람과 언제 어디에서 만나자고 하겠습니까? Và bạn sẽ gặp người đó ở đâu và khi nào? 왜 거기에서 만나고 싶습니까? Tại sao bạn muốn gặp người đó ở cái nơi đó? Số 3. 여행 가서 묵어본 cốt chung ấy ca trang kia cái đám nên cốt chân ô tìm gì cái nơi mà bạn nhớ nhất trong số mà những nơi mà bạn đã từng ở khi đi du lịch là nơi nào số bốn giờ đó bún quay hàng ngân yêu anh hân nhân sao làm mấy cái cốt chú chân ha cô sĩ bún xúc 장소가 있습니까? bạn có muốn giới thiệu những cái nơi địa điểm nghỉ ngơi nào bạn có muốn giới thiệu những địa điểm nghỉ ngơi nào đến cho những người du lịch quê hương của các bạn không cư côơn quê tại sao lại giới thiệu cái nơi như vậy thì cái này chúng ta sẽ nói cùng với bạn bè ở những cái nội dung như sau. 1 2 3 4 này. Và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần equal Chuẩn bị ước số trang số nên chứng hết đê. Boss은 khi mà chúng ta lựa chọn cái địa điểm của cuộc hẹn thì chúng ta tham khảo ở đâu tham khảo cái gì đầu tiên là blog trên trong blog khai thư book là ở sách uh, uh, sách hướng dẫn du lịch quang cô ở quảng cáo chin là bạn bè giới thiệu hoặc là những kênh giới thiệu khác thì đây chúng ta sẽ đọc phần ilki Cafe Vuki là cái đây là cà phê sách kỳ sau full wiki giới thiệu cái full wiki ở ở đây ý chứng cho đi cơn buồn nhìn đây xem kinh chi ơn mà ăn tùy sơ cất cơm hiểu à, là ở tầng 2 của tòa nhà và đây là đang nói về về cái full wiki tầng 2 của tòa nhà và rất là sạch sẽ vì là chưa mở cửa được bao lâu chưa xuất hiện được bao lâu. In chương ân chắc bọc môn quan cắt thân đức kim yêu. Ở tầng 1, tầng 1 là có thể cảm nhận được giống như là một cái viện bảo tàng sách. Yubiang Han Kachai 사진들의 벽에 걸려 있고 좋은 분장들 또 벽에 쓰여 있어요. 아, đây là cái Yubenhan các những cái tác giả nổi tiếng, những cái bức ảnh của tác giả nổi tiếng đã được treo trên tường và chôn bunjang trang tức những lần tức là những cái câu văn cũng được viết lên tường cũng được viết lên lên đó xin e trang sức y thức kỳ he giờ bên trong cái, cái, hội trường thì thức kỳ he vì rất đặc biệt khu gương kê mà này nên có nhiều cái để ngắm y chương ngân tố xúc quan cắt chi cho dùng hà cô ở nước hắn phun kỳ ở 좋은 것 같아요. ở tầng 2 thì à, giống như là thư viện, rất là yên tĩnh và ấm áp. Có bầu không khí rất là yên tĩnh và ấm áp. Bầu không khí thì yên tĩnh và ấm áp. À, và rất là phù hợp khi mà giống rất là tốt. Rất là tốt cho khi mà

Uh, cà phê thì uh, bình thường, không có không có gì đặc biệt. Corte, Capuccino, Tiramisu, Phép Sốt Pudding, Pizzan Pianiero. Và so với những cái nơi quán cà phê khác thì quán này giá thuộc dạng đất. Sơ vi sư về dịch vụ. Chỉ quen chỉ chọn ăn phiên chỉ chọn ăn phiên ít sợi. 어, uh, 직원 연은하지하지만 uh, 카페 숍 shop, 카페 숍은 넓은데 일하는 사람이 두 명밖에 없어서 주문하고 좀 오래 기다려야 했어요. Nhưng mà quán cà phê thì rộng và chỉ có hai người phục vụ nên khi mà gọi thì phải chờ lâu. Chăm, cửa viền nền Lipini Burio Raso, 무료라서 좋았어요. Nếu mà gọi cà và khi mà gọi cà phê thì miễn phí khi mình xin thêm tiếp theo Chân chê ca đánh giá chung chắc cái quan liên chắc cái quan tâm mỹ nên quan tâm mỹ nên hôn cha yong công những người mà quan tâm đến sách hoặc là những người mà muốn Uh, học yên tĩnh thì tốt thì là quán cà phê này tức là quán, cà, quán cà phê này dành cho những người mà muốn uh, có không gian yên tĩnh để học và hoặc là học một mình hoặc là uh, có sự quan tâm về sách Masinen Kepiren Masiko Ship Kona 친구와 얘기만 한 사람들에게 다른 커피숍에 좋은 것 같아요. Còn dành cho những người mà chỉ có nói chuyện và gặp bạn bè hoặc là muốn uống cà phê ngon thì quán cà phê khác sẽ tốt hơn. Ở đây chúng ta đánh giá 3 yếu tố và chúng ta nhận xét chung. Và sau đó chúng ta hãy trả lời những câu như sau. Số 1. Y kape punigiro machi anen gân. Machi anen gân. Cái mà không đúng. Cái mà không đúng. Với cái bầu không khí ở quán cà phê này. Sikrupko pumpinta. Là ồn ào và đông đúc. Không phải. Yo cô ở nước Hà giả đúng rồi thức kia cô đặc biệt và sạch sẽ cái này số 1 là sai tiếp theo thì số 2 ở đây cứung qua các thân cờsơ mua simdica cái nội dung cái mà giống với cái nội dung của đoạn văn này là cái gì đầu tiên số 1 Tô Sơ Quan, Chòm, Chắc can Tương tự như thư viện ở cái quán này cũng có thể mượn được sách. In chứng ấn Park 도서관이다. Quan Yiko, In chứng ấn Tô Sơ Quan Tầng 1 là viện bảo tàng và tầng 2 là sách là à, thư viện. Cấp viện, 무료로 빌리는 해 và khi mà gọi cà phê, nếu mà gọi cà phê thì nó uh, sẽ miễn phí khi uh, uh, lấy thêm. Thì ở đây chúng ta chọn số 3. Đó là phần ích kỳ. Chúng ta xem lại phần ích kỳ này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần sư kỳ. Ở đây chúng ta sư kỳ. Chính qua bồi <laughs> mất khi mà cùng với bạn bè à, hội họp manaki chôn số rớt số kê hãy viết những đoạn giới thiệu cái địa điểm tốt cho cái việc gặp nhau đầu tiên số 1 Busun irun isunte boimi hamnika khi mà có những cái việc gì mà tập trung hội họp với nhau hakyo thì là kegang party rồi những cái khác nữa huê sa thì có huê xích kachok chinku thì có những cái việc gì chúng ta hội họp với nhau tiếp theo boimen. chachu hanen koshi <laughs> ở tim thì những cái hội họp đó thì à, buổi gặp mặt đó thì chúng ta thường hay đến những nơi nào thì chúng ta viết vào đây 친구에게 소개해 주고 싶은 장소가 있습니까? Bạn có giới thiệu? Bạn có những cái địa điểm nào giới thiệu cho các bạn của mình hay không? Ở tôn cô ở tôn là cái nơi như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta giới thiệu trang số là địa điểm. Và địa điểm chúng ta có đây là châm su là điểm số, piêng ca là đánh giá. Thì đầu tiên về vị trí, điểm vị trí có tốt không? đánh giá 5 sao thì chúng ta cho mấy sao ở một cái địa điểm chia chân chia chân được cái số các cao quá số chắc phiên tả phiên tả là vì là gần địa điểm gần ga tàu điện ngầm nên dễ tìm thì đấy là một cái điểm tốt tiếp theo mát vị như thế nào các kiược giá cả như thế nào khuôn giá cả và chi tiết như thế nào. Service đánh giá mấy sao và tại sao lại đánh giá như thế như vậy. Thì đây chúng ta sẽ viết chi tiết ra vì sao chúng ta đánh giá như vậy ở đây. Tame kuren iko boom chang so moim chang so Và à, các bạn đọc đoạn văn sau và Hãy viết một đoạn giới thiệu về địa điểm của cả mặt. Chế mốc. Đây là tiêu đề thư. Sengin Party Haki John Cousin Alia Chuseo. Bạn à, cho tôi biết một cái địa điểm tốt cho cái việc tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Alia Xin chào. Tham Chu Tham Chuseo là bạn sinh sinh Party lên He chu 하는데 좋은 장소 좀 Chu 아, Tuần sau là sinh nhật người bạn của tôi và chúng tôi làm sinh nhật cho bạn ấy để làm sinh nhật cho bạn ấy nên hãy cho tôi hãy giới thiệu cho tôi một vài địa điểm tốt. 인원은 연명 정도이고 대부분 외국 사람이에요. Số lượng người khoảng 10 người. Và đại bộ phận là người nước ngoài kapipke xích sato hago chato mà sinh sủi nhân chăng nếu mà là cái địa điểm mà có thể uh, ăn đơn giản và uống trà thì tốt đây bạn uh, chúng ta sẽ viết lại email như thế này Chi tiết ra và đánh cuối cùng là chúng ta trần chê Chúng ta đánh giá cái địa điểm này như thế nào Chúng ta viết thư xong Và chúng ta sẽ gửi cho bạn bè của mình Gửi cho các bạn Mà đã viết thư yêu cầu mình giới thiệu Thì chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn Một cái, cái quán này phù hợp cho bữa tiệc sinh nhật Tiếp theo là chúng ta sang phần buôn hoa sàn xét Là phần văn hóa Thì phần văn hóa này uh, Trực tiếp giáo viên uh, Hàn Quốc tại Trung tâm Hàng ngữ Seoul, Thái Nguyên và Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ, Phổ Yên, Thái Nguyên trực tiếp giới thiệu về cái việc xuất hiện hay lịch sử của những quán cà phê ở Hàn Quốc. Thầy Kim Jong Un đến từ Hàn Quốc. Các bạn lắng nghe. Hàn Quốc có cà phê đã vào là 130 năm trước. 1976년에는 세계 최초로 커피 믹스라는 제품이 나왔는데 이를 계기로 언제 어디에서나 편리하게 커피를 마실 수 있게 되었습니다. 그후 자동 판매기에서 판매하는 커피가 생기면서 꼭 다방에 가지 않더라도 손쉽게 커피를 마실 수 있게 되었습니다. 이런 이유로 다방이 사라질 위기를 겪기도 했습니다. 하지만 1990년대 들어와서 원두커피가 인기를 끌면서 커피 전문점이 생겨나기 시작했습니다. 그리고 2000년대에 들어와 다양한 메뉴와 고급스러운 분위기의 커피숍이 유행하기 시작하면서 커피를 마시는 인구도 급속도로 늘어났습니다. 한국 사람들이 하루에 소비하는 커피의 양은 300톤에 달하며 한 사람이 하루에 약 1.5잔 정도를 마신다고 합니다. 커피 수입량도 꾸준히 늘고 있어 앞으로도 커피를 마시는 인구가 계속해서 늘어날 것으로 보입니다. 한국에 커피가 들어온 것은 약 130년 전의 일입니다. 1976년에는 세계 최초로 커피 믹스라는 제품이 나왔는데 이를 계기로 언제 어디에서나 편리하게 커피를 마실 수 있게 되었습니다. 그 후, 자동 판매기에서 판매하는 커피가 생기면서 꼭 다방에 가지 않더라도 손쉽게 커피를 마실 수 있게 되었습니다. 이런 이유로 다방이 사라질 위기를 겪기도 했습니다. 하지만 1990년대에 들어와서 원두커피가 인기를 끌면서 커피 전문점이 생겨나기 시작했습니다. 그리고 2000년대에 들어와 다양한 메뉴와 고급스러운 분위기의 커피숍이 유행하기 시작하면서 커피를 마시는 인구도 급속도로 늘어났습니다. 한국 사람들이 하루에 소비하는 커피의 양은 300톤에 달하며 한 사람이 하루에 약 1.5잔 정도를 마신다고 합니다. 커피 수입량도 꾸준히 늘고 있어 앞으로도 커피를 마시는 인구가 계속해서 늘어날 것으로 보입니다. Vâng, cảm ơn thầy Kim Châu Ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tiếp theo là phần phát âm trong phần bài số 6. Chúng ta sẽ nghe phần ví dụ. Thưa 1. 토요일은 시간이 là thời gian không được. Đồng hồ 대학교 입학 시험을 봤거든요? 그런데 합격했어요. 들어보세요. 1 토요일은 시간이 안 돼요. 동아리 모임이 있거든요. 2 지난달에 대학교 입학 시험을 봤거든요? 그런데 합격했어요. chúng ta xem phần quy tắc, quy tắc số 1. Khi mà chúng ta nói lý do thì chúng ta lên giọng ở phía sau. À xuống giọng ở phía sau. Ne de eo, malhan ta Khi nói lý do thì cuối cùng thì là xuống giọng. Và tình huống số 2. Khi nói về một sự thật, khi giải thích về một sự thật mà vừa giải thích về một sự thật mà cái câu đó nối tiếp cho câu phía, phía sau thì phần cuối à, uh, sẽ nói cao giọng hơn thì chúng ta chú ý ở đây y cơ tuần bắc cơ tuần bắc cơ tuần chúng ta nghe lại phần ví dụ bên trên thưa bố sẻ một thứ hai là thời gian không 동아리 모임이 있거든요.

맞는 억양을 표시한 후 읽어보세요. 1. 회사 앞에 식당이 새로 생겼대요. 제가 어제 갔다 왔거든요. 가격도 저렴하고 맛있던데요. 2. 내일 같이 동물원에 갈까? 내일은 좀 곤란한데. 집들이에 초대를 받았거든. 3. 어제 왜 하루 종일 제 전화를 안 받았어요? 미안해요. 휴대폰이 고장나서 수리센터에 맡겼거든요. 정당의 날 말하나요? 맞는 억양을 표시한 후 읽어보세요. 1. 회사 앞에 식당이 새로 생겼대요. 제가 어제 갔다 왔거든요. 가격도 저렴하고 맛있던데요? 2. 내일 같이 동물원에 갈까? 내일은 좀 곤란한데 집들이에 초대를 받았거든. 3. 어제 왜 하루 종일 제 전화를 안 받았어요? 미안해요. 휴대폰이 고장나서 수리센터에 맡겼거든요. 아래 부분의 빨소바, 그리고 빨소바 부분 3A. In a hambun yakshoto of soil thì ở bài này chúng ta chú ý đến những nội dung như sau trang sô yakshok địa điểm và cuộc hẹn và từ vựng thì chúng ta chú ý đến các từ vựng đó là đặc điểm ở từng nơi mà chúng ta định giới thiệu cho người ta đó là những quán cà phê những địa điểm và chúng ta có thể là hội họp ví dụ như những nơi mà ít người vắng vẻ hoặc là những người nơi đông đúc như Pampita hoặc những nơi sạch sẽ gọn gàng như Kalkumata ấm áp như Anukata à, Tiếp theo chúng ta có những cái đánh giá về nhà hàng để đưa ra một địa điểm phù hợp Cotonio nói về lý do ám N tô cho dù N cho dù danh từ gì nữa cho dù N là gì đi chăng nữa và hôm nay chúng ta học các động từ ở dạng bị động đó là bốn dạng đó là i hi ti ki và phần nói một và nói hai chúng ta có giác xúc chung chương haki tức là khi mà chúng ta hẹn rồi chúng ta có thể thay đổi cái cuộc hẹn này về địa điểm về thời gian và giác sốc chăng sô phiêng ghiêng haki đây là địa điểm về thay đổi về địa điểm và phần nghe chúng ta cũng có nghe về ác viênên kiêng Han theo hoa kỳ chúng ta nghe những đoạn hội thoại về thay đổi địa điểm nghe giải thích lý do đến hẹn muộn và thay đổi cái địa điểm hoặc là cuộc hẹn hoặc là chỗ ở tiếp theo là chúng ta đọc một đoạn văn về quán cà phê để lần sau chúng ta có thể giới thiệu hoặc là chúng ta đi và trong phần phản xạ trực tiếp thì chúng ta có nói về địa điểm và thời gian hẹn và chúng ta viết một đoạn văn giới thiệu về một địa điểm để chúng ta hoặc là để các bạn à, tổ chức sinh nhật và trong phần à, văn hóa thì chúng ta có tìm hiểu là quán trà của hàn quốc thì ở trong đoạn thì đã có lời của thầy kim Trương un là giáo viên à, tiếng hàn tại trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ và phụ trách uh, ngoại ngữ Việt Mỹ địa điểm ở Phú Yên. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cuối cùng là phần uh, ngữ điệu của câu nhiều. thì ở ngữ điệu này thì chúng ta chú ý là khi mà là câu hỏi à, và là câu nói lý do giải thích lý do thì chúng ta xuống giọng và chúng ta khi mà chúng ta uh, nói một uh, lý do mà nó là tiền đề cho những cái câu sau thì chúng ta lên giọng thì trong phần luyện tập chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều rồi và bây giờ chúng ta kết thúc bài học ở đây sukho asosmita